Bạn có biết tại sao bạn luôn gặp khó khăn tài chính không? Bạn có biết tại sao bạn luôn túng thiếu vào mỗi cuối tháng không? Đó là bởi vì bạn có những thói quen của người nghèo và cũng bởi vì người giàu có những thói quen giúp họ được giàu có, dù cho đó là về tiền bạc, tình cảm, sức khỏe hay tinh thần. Sự thật là Jenny đã sử dụng sức mạnh của các thói quen tích cực để đưa bản thân từ cuộc sống lạc lối, mất phương hướng đến sự giàu có, hạnh phúc và bình yên trong tâm trí. Cuộc sống thường ngày, sự phát triển tâm linh và công việc của mình đã thay đổi mãi mãi nhờ sức mạnh của các thói quen. Đó là một nguồn lực mạnh mẽ đến mức có thể tạo ra những điều không tưởng và biến đổi hoàn toàn số mệnh con người, nhưng lại tinh tế và nhỏ nhặt đến mức rất dễ dàng và thường xuyên bị mọi người bỏ quên. Có thể nói chính nhờ các thói quen và morning routine mà mình đã làm hàng ngày giúp thay đổi mọi thứ trong cuộc sống và công việc của mình. Và hôm nay Jenny sẽ tiết lộ cho các bạn những thói quen đó là gì. Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong video về luật hấp dẫn giúp bạn thu hút cuộc sống mong muốn nhanh chóng nhất. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khán giả đã luôn yêu thương, chia sẻ, đón nhận chương trình này của Jenny. Và Jenny cũng xin gửi lời cảm ơn đến dòng đá phong thủy hiệu Yin Yang Crystal với chất đá hoàn toàn thiên nhiên giúp tăng tần số năng lượng và thu hút mục tiêu của bạn nhanh chóng, đã luôn đồng hành với chương trình. Và bây giờ là nội dung chính ngày hôm nay của chúng ta. Gieo suy nghĩ gạch hành động, gieo hành động gạch thói quen, gieo thói quen gạch tính cách, gieo tính cách gạch số phận. Đầu tiên bạn cần phải hiểu rằng con người là sinh vật của thói quen. Nếu để ý bạn sẽ thấy rằng bạn luôn làm những việc giống nhau, những điều giống nhau, hành động hay nói những gì giống nhau hết lần này đến lần khác trong cuộc đời bạn. Và thứ hai là hãy nhớ rằng giàu có không phải là kết quả của một hành động bất chợt nào đó, mà nó là kết quả của nhiều thói quen. Tương tự như vậy, sự nghèo khổ, sự khổ sở từ các mối quan hệ tồi tệ kém chất lượng không phải là đột nhiên xảy ra sau một đêm, mà đó là kết quả của những thói quen lặp đi lặp lại thường xuyên. Và bây giờ Jenny sẽ đưa ra cho các bạn những thói quen quan trọng nhất của người thành công và giàu có để bạn cũng có thể rèn luyện và trở nên giống họ nhé. Và hãy nhớ theo dõi đến cuối video cũng như là comment xuống bên dưới phần bình luận những điều mà bạn vừa học được để in sâu nó vào tiềm thức của bạn nhé. Đầu tiên bạn có thể hiểu rằng ý thức học hỏi thông qua việc đọc sách, xem phim, nghe giảng. Khi thông tin được tải vào ý thức, nó sẽ lập tức biết về những thông tin đó. Thế nhưng tiềm thức của bạn thì không học được theo cách đó. Tiềm thức là não thói quen và chỉ có hai cách chính để cài đặt những thông tin mới vào tiềm thức. Thứ nhất, đó là chúng ta có thể download và cài đặt thông tin vào tiềm thức trong khoảng thời gian còn bé từ 6 đến 7 tuổi. Lý do là bởi vì tiềm thức hoạt động ở tần số sóng não theta, cũng tức là tần số sóng não thôi miên hoặc là thiền định sâu. Và nó có nghĩa là bạn có thể download và cài đặt thông tin thẳng vào tiềm thức nếu trí não của bạn đang hoạt động ở trạng thái thôi miên hoặc là thiền định sâu. Đó là một cách để cài đặt chương trình cho tiềm thức của bạn. Nhưng nếu bây giờ bạn đã lớn, đã qua giai đoạn đó rồi thì bạn có thể làm gì? Ok, thì đây chính là phần thú vị mà bạn cần phải biết. Não bộ của bạn được thiết lập để có thể hoạt động ở tần số sóng não theta 2 lần một ngày, hay nói cách khác là não bộ của bạn được chuẩn bị để download thông tin trong trạng thái thôi miên 2 lần một ngày, vào lúc trước khi bạn rơi vào giấc ngủ và ngay sau khi bạn thức dậy. Và khoảng thời gian lúc 4 giờ hay là 4 giờ 30 sáng được chỉ ra là thời điểm lý tưởng nhất để bạn nghe những video thôi miên hay những lời khẳng định, những câu ám thị tích cực để cài đặt lại tiềm thức của bạn. Do đó, nếu như bạn đeo tai nghe vào và bật một video về những lời nói, những chương trình cài đặt giúp thay đổi thói quen và bạn nghe nó trong khi bạn chìm vào giấc ngủ hay sau khi thức dậy, thì khi đó não bộ của bạn đang hoạt động ở trạng thái sóng não theta sẽ giúp chuyển những thông tin mà bạn đang nghe được vào thẳng tiềm thức của bạn. Và đó chính là cách mà bạn tái lập tiềm thức. Vì vậy, nếu như bạn muốn thay đổi những chương trình bị cài đặt sai trong tiềm thức thì bạn có thể lựa chọn những video mang thông điệp mà bạn muốn đưa vào trong tâm trí của bạn mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy. Và đó chính là cái mà mọi người hay gọi là tự thôi miên hay là tự ám thị. Và Jenny đã thu âm sẵn một số video về thôi miên hoặc là thiền theo hướng dẫn mà bạn có thể nghe vào mỗi tối để giúp thay đổi các thói quen của bạn trong channel của Jenny, nên hãy nhớ tìm xem nhé.
Và thực tế thì thời gian là một tài sản vô giá. Những người thành công càng hiểu rõ điều này và họ thường xuyên tận dụng thời gian bằng cách dậy sớm vào khoảng từ 4 giờ 30 sáng để bắt đầu thực hành thiền định morning routine hay là tập thể dục hoặc đọc sách. Điều này không chỉ khiến cho bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn trong những giờ đầu tiên của mình mà bạn còn có nhiều cơ hội hơn để làm những việc quan trọng cho bản thân. Và một điều quan trọng nữa là những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khoảng thời gian từ 4 giờ 30 sáng là khoảng thời gian vàng để não bộ hoạt động tốt nhất, sáng tạo nhất trong mọi việc. Do đó hãy bắt đầu với 15 phút thức dậy sớm hơn thời gian thông thường của bạn, sau đó hãy dần điều chỉnh đến những thời gian mà bạn mong muốn. Ok, và thói quen thứ hai là thực hiện giờ của động lực. Để Jenny giải thích điều này, quá trình thứ hai cho việc học hỏi hay là cài đặt của tiềm thức đó là thông qua sự lặp lại. Như Jenny đã nói lúc đầu rằng thông qua việc tự thôi miên thì chúng ta có thể học hỏi và download xuống những thông tin mới vào tiềm thức. Thế nhưng sau khi chúng ta qua khỏi độ tuổi 6 hay 7 tuổi thì tiềm thức của bạn được cài đặt theo một cách khác và nó gọi là thói quen. Điều này có nghĩa là nếu như bạn làm một việc gì đó lặp lại thường xuyên thì não bộ của bạn sẽ download và in những thông tin này vào tiềm thức và tạo thành những thói quen. Lấy một ví dụ, đó là lúc mà bạn học bảng chữ cái khi còn bé chẳng hạn. Bạn có nhớ bạn đã học bảng chữ cái như thế nào không? Đầu tiên là bạn đọc A, B, C, D, E và bạn quên và bạn lặp lại và bạn tiếp tục. Và bạn học lại và lặp lại, cứ như thế bạn lặp lại hàng chục hoặc hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần, tới một thời điểm cuối cùng bạn ghi nhớ nó vào sâu trong tâm trí của bạn. Đó chính là lúc thông tin đã được cài vào tiềm thức. Và ở giai đoạn này, nếu như có ai đó yêu cầu bạn đọc ngẫu nhiên một đoạn nào trong bảng chữ cái thì bạn có thể nói ra hay là viết ra ngay mà không cần phải suy nghĩ hay là tính toán quá nhiều, và bạn làm việc đó trong vô thức một cách tự động. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì bạn đã hình thành nên một thói quen ở cấp độ tiềm thức. Do đó, ở giai đoạn sau 6 hoặc 7 tuổi, nếu như bạn muốn thay đổi một chương trình đã được cài đặt trong tiềm thức, thì việc bạn có thể làm đó là tạo ra một thói quen bằng cách lặp đi lặp lại một việc gì đó liên tục nhất quán. Hay nói cách khác, đó là với bất cứ hoạt động tinh thần hay thể chất nào bạn muốn thay đổi, nếu bạn liên tục lặp lại chúng thường xuyên, chúng sẽ trở thành những thói quen nằm trong tiềm thức của bạn. Và những động lực hay những bài nói, những video truyền cảm hứng cũng vậy. Bạn không thể nào chỉ nghe một lần và cho rằng bạn đã có thể ghi nhớ hết tất cả mà bỏ qua nó. Động lực là thứ không thể kéo dài mãi. Vì vậy bạn cần phải thường xuyên bổ sung cho chính mình những câu nói, những bài phát biểu truyền cảm hứng, truyền động lực cho bạn. Những người thành công nhất hay những vận động viên giỏi nhất đều hiểu rõ điều này. Và do đó họ dành nhiều thời gian để tăng nguồn động lực cho bản thân mỗi ngày, và đặc biệt là ngay trước những sự kiện quan trọng. Chẳng hạn như bạn có thể dành ra 30 phút lắng nghe các video truyền cảm hứng hay những câu nói truyền động lực từ những người thành công nổi tiếng, hoặc thực hành cách đọc các lời khẳng định để lập trình vào tiềm thức. Bất cứ thứ gì tích cực khiến cho bạn có thêm động lực và quyết tâm để tiếp tục trên con đường phát triển bản thân, thu hút cuộc sống mà bạn mong muốn, chẳng hạn như các video của Jenny cũng vậy, thì đều sẽ giúp cho bạn có thêm nghị lực và quyết tâm hơn trên con đường theo đuổi mục tiêu của mình. Ok, và thói quen thứ ba đó là ghi lại những điều biết ơn vào nhật ký. Với nhiều người, hạnh phúc đơn giản là biết ơn những điều mà bạn đang có bằng cách liệt kê những điều tốt lành mà bạn cảm thấy biết ơn, hay thực hành viên đá màu nhiệm bằng cách giữ những viên đá crystal của bạn trong tay và đếm những phép màu trong cuộc sống của bạn. Tập trung vào những điều tốt đẹp mà bạn đang có. Mỗi ngày hãy nhớ viết ra ít nhất một điều mà bạn biết ơn hay cảm kích. Ngắm nhìn viên đá, viên crystal của bạn và nói cảm ơn vì đã giúp mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Tất cả đều sẽ tạo ra những thói quen tích cực và giúp tăng tần số năng lượng của bạn nhanh chóng. Và thói quen thứ tư đó là hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi quan trọng. Đó là nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn, thì bạn có muốn làm những điều mà vẫn đang ấp ủ thực hiện trong hôm nay? Khi tự đặt ra và trả lời câu hỏi khó khăn này, thì bạn sẽ có thể đến được đúng nơi mà bạn muốn đến. Nó sẽ giúp cho bạn đẩy lùi được căn bệnh hay trì hoãn. Và điều quan trọng là nó cho bạn một nguồn động lực to lớn để bước ra khỏi vùng an toàn, thực hiện những điều mà bạn luôn muốn hay không dám thực hiện bấy lâu. Bởi vì bạn không thể biết được bạn còn bao nhiêu thời gian trong lần tái sinh này trên trái đất. Và nếu như thời điểm của bạn cần phải rời đi là vào ngày mai hay là ngay lúc này, thì bạn có điều gì chưa làm, có ai chưa gặp, có lời nào chưa nói, có người nào cần tha thứ, và bạn có điều gì hối hận không?
Bạn không bao giờ biết được bạn còn bao nhiêu thời gian và khi nào thì cơ hội sẽ đến. Vì vậy hãy luôn sẵn sàng và sống trọn vẹn từng phút giây tại đây ngay bây giờ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thói quen thứ 5, đó là lập kế hoạch và chiến thuật. Nếu như bạn không dành một vài phút để vạch ra hướng đi trong ngày của bạn, thì làm sao bạn sẽ biết được mình đang đi đúng hướng? Vì ngoài việc thiết lập mục tiêu thì bạn còn cần phải thường xuyên lên kế hoạch thực hiện để từng bước tiến lại gần với những mục tiêu của bạn nữa. Hãy dành ra ít nhất 10 phút trong ngày để hình dung những mục tiêu cuộc sống của bạn, xem xét lại những nhiệm vụ của bạn trong ngày và phân bổ thời gian biểu cho những lúc nghỉ ngơi. Nó sẽ giúp cho một ngày của bạn được quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn và bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về bản đồ thành công của bạn và nhanh chóng có được những ý tưởng và quyết định đúng đắn để thu hút được mục tiêu của bạn. Và thứ 6 đó là thói quen thiền định rũ sạch tâm trí. Hãy giữ tâm trí luôn tĩnh lặng và để sự bình yên trong nội tâm dẫn dắt bạn bằng cách dành ra một vài phút để nói câu cầu nguyện hay là thiền định nhằm giữ cho bạn được thư giãn và bình tĩnh hơn. Việc tập luyện thiền định như vậy sẽ nhằm chống lại căng thẳng, trầm cảm đang ngày càng lan rộng khắp thế giới và đó cũng là phương pháp hiệu quả nhất giúp cho bạn kết nối được với higher self, vị thầy tâm linh, vũ trụ hay thiên thần hộ mệnh của bạn. Và khi đó thì những dấu hiệu, những chỉ dẫn hay những sáng tạo mới sẽ được truyền đến cho bạn ngay trong lúc thiền định hoặc là ngay sau đó và bạn sẽ cảm thấy những điều tuyệt diệu đang dần dần hé lộ trong cuộc sống của bạn. Một trong những suy nghĩ sai lầm nhất len lỏi vào tư duy con người chính là không có đủ mọi thứ cho tất cả mọi người hoặc hầu hết mọi người trên trái đất này đều phải nghèo khổ để một số ít người khác được giàu sang. Đó chính là điều khiến cho một số người luôn nghèo khổ, dù cho bạn là một người chăm chỉ đến đâu. Nếu bạn luôn nghĩ rằng bạn sẽ nghèo, bạn chỉ làm đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản nhất chứ không kỳ vọng có thêm điều gì khác, thì tất nhiên bạn chỉ có thể kiếm sống qua ngày. Chính thái độ này của người nghèo đối với cái nghèo có xu hướng khiến cho người nghèo càng nghèo thêm. Vì khi mà bạn nghĩ như vậy về cái nghèo là bạn đang biến mình thành thỏi nam châm hút lấy cái nghèo và không ngừng đẩy bản thân vào những tình cảnh khó khăn mà chính bạn muốn tránh. Suy nghĩ này bắt nguồn từ quan niệm sai lầm rằng tất cả mọi người đều giàu có và thành công là điều không thể, hoặc là những gì mà con người khao khát nhất là hữu hạn và vì không có đủ cho tất cả mọi người nên một số ít người sẽ phải tranh đấu một cách ích kỷ vì mọi thứ và những người nhanh nhạy nhất, tham lam nhất, mạnh mẽ nhất sẽ chiếm được gần hết mọi thứ. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm và ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của mọi cá nhân trong cộng đồng. Sự thật là nghèo khổ là sự sai lệch trong tư duy chứ không phải là điều mà vũ trụ đã an bày. Thay vì cam chịu nó như một số người vẫn làm thì nhiệm vụ của bạn là phải tránh xa nó và giúp cho mọi người khác cũng có thể làm được như bạn. Những người thành công không phải là bẩm sinh đã phi thường xuất chúng mà nhờ họ không ngừng nỗ lực rèn luyện để duy trì những thói quen tốt, những suy nghĩ tích cực thì họ mới có được ngày hôm nay. Họ có ý thức cao về mục đích công việc, luôn tràn đầy năng lượng, biết cách kết hợp động lực bên trong và bên ngoài cũng như lập kế hoạch tỉ mỉ, kết nối với mọi người xung quanh để tăng khả năng hiện thực hóa những mục tiêu to lớn. Khi bạn áp dụng được những thói quen thành công thì bạn sẽ đi nhanh trên con đường mà bạn đã lựa chọn bởi bạn bây giờ đã biết đích đến và cách làm thế nào để đến được đích đó. Bạn không thể thay đổi cuộc sống cho đến khi bạn thay đổi những việc bạn làm mỗi ngày bằng cách học hỏi các nguyên tắc và sau đó biến chúng trở thành thói quen của bạn. Bạn ngày càng vững vàng hơn trên con đường đạt được tiềm năng mạnh mẽ nhất của chính bản thân. Nếu tiếp tục chăm chỉ học hỏi và phát triển trong nhiều năm nữa thì bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng trước những thành tích mà bạn đạt được. Chỉ cần những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày đã có thể tạo ra sự khác biệt trong tương lai gần và dần là cả cuộc đời của bạn. Vì bạn có thể thay đổi mọi thứ cho tốt hơn khi bạn thay đổi chính mình tốt hơn. Ok, và đó là tất cả chia sẻ của ngày hôm nay. Hy vọng những thói quen thành công này sẽ giúp cho bạn có thêm động lực để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày và thu hút được cuộc sống mà bạn vẫn luôn mơ ước. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của Jenny và cũng rất cảm ơn dòng đá phong thủy Yin Yang Crystal với chất đá hoàn toàn thiên nhiên giúp tăng tần số năng lượng và thu hút mục tiêu của bạn nhanh chóng đã luôn đồng hành với chương trình. Hãy nhớ nhấn like, share video để chia sẻ cho nhiều người bạn khác của bạn đang cần nó và subscribe nếu bạn chưa đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.